Xin chào các bạn, mình là Tuấn Khoai đến từ Vật Tư Làm Nông. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm là bộ mũi lụa 6 mũi. Thì đây là 6 cái mũi lụa của chúng ta. Thì 6 cái mũi lụa này nó được làm từ chất liệu là thép cao cấp, nên là rất sắc bén. Các bạn có thể sử dụng nó để tạo lụa bonsai, điêu khắc hoặc là chạm chỗ, tạo ra những hình dáng mong muốn như các bạn mong muốn. Thì 6 cái mũi lụa này nó có cùng một cái chiều dài giống nhau, nên là các bạn có thể cất giữ bảo quản nó trong hộp đó. Đặc biệt thì 6 mũi lụa này nó có cái cốt giống nhau là 3mm, nên là các bạn có thể gắn nó đồng bộ vào trong một cái máy khoan hoặc là máy tạo lụa, không cần phải mua nhiều máy. Tuy nhiên nó có 6 cái đầu lụa khác nhau, giúp các bạn sử dụng nó trong nhiều trường hợp, theo muốn tạo được nhiều hình dạng lụa theo mong muốn. Thì hiện tại Vật Tư Làm Nông đang phân phối bộ sản phẩm 6 mũi lụa này với mức giá là 180.000. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm, vui lòng liên hệ hotline 0985 110044 hoặc là nhấp vào link bên dưới phần mô tả để đặt hàng sản phẩm này nha các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm của Vật Tư Làm Nông thì hãy theo dõi kênh chúng tôi để nhanh chóng xem những cái video mới nhất về các sản phẩm từ Vật Tư Làm Nông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.